đồng bằng châu thổ Mê Công trù phú, nơi đất lành bốn mùa hào sản, nơi lịch sử chứa đầy huyền thoại, nơi tài hoa kết tinh thành giá trị. Nơi đây đã tạo nên những hạt cacao chiều lòng người, tích lũy tròn vẹn hương vị nguyên bản thuần khiết của đất trời. Với tâm huyết say mê gìn giữ bản sắc và linh hồn đất mẹ, các nghệ nhân của Alluvia đã tạo ra loại sô-cô-la nhẹ nhàng, lan tỏa trong miệng vị đặc trưng, nồng ấm, ngọt nhẹ, thanh mát, tan mịn. Xin chào mọi người, mình là Ngọc Điệp, là thế hệ thứ hai trong một gia đình làm sô-cô-la tại vùng đất Chợ Gạo Tiền Giang. Và mình mong muốn là không chỉ nâng cao cái giá trị hạt cacao của Chợ Gạo Tiền Giang mà còn giới thiệu rộng rãi sô-cô-la đặc sản của Việt Nam đến người tiêu dùng ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Bên mình mong muốn không chỉ Alluvia đơn thuần là một sản phẩm mà Alluvia còn là biểu tượng của sự trải nghiệm về sô-cô-la ngon của Việt Nam, trải nghiệm về hành trình văn hóa của Việt Nam đến người tiêu dùng và đến những người ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Biết bao yêu thương của những người nông dân, của những người nghệ nhân tinh tế làm nên những thanh sô-cô-la được gói ghém trong từng thỏi sô-cô-la Alluvia. Đó là lý do mình phát triển thêm những dòng sản phẩm rất đặc biệt của Việt Nam, ví dụ như sô-cô-la dừa làm từ dừa của Bến Tre, sô-cô-la Huế, Trà Bồng, sô-cô-la hạt điều Bình Phước hay là sô-cô-la tiêu của Phú Quốc. Sô-cô-la Alluvia, niềm tự hào của Mê Công.